xin chào mấy cô chú anh chị và các bạn trên kênh YouTube của Chạy Bò Phúc Lộc ha. Thì bữa nay là ngày 13 tây tháng 2 năm 2022 cũng như là 13 Tết ha. Thì em cập nhật lại cho mấy con bò ngày hôm qua em quay lên 4 con đó. Thì mới tối mới nhập về thêm 4 con đó. Bò này bò bi không à. Dạng như bò pin đó, bò pin nó hơi ú thịt rồi giờ mình nuôi nó không được đâu, bị gì nó đầy rồi. Đó. Rồi bữa nay anh Phúc cũng mới nhập về xe bò ngá đó, thì trước mắt là em quay sơ sơ cho mấy con bò bự, bò già, bò thịt cho mấy anh em tham khảo chơi ha. Đấy, bò này bò pin dữ lắm à, nghe mọi người, sừng già thay găng hết trơn nghe mọi người. Bò này mặn đặc ký lắm ha. Thì em có nhận đặt số lượng lớn ha. Bò pin, bò thịt, hai nữa là bò vỗ béo, bò lớn tiền đó, bò già thay găng đó. Bò lớn tiền khung tàn lắm, mình về mình vỗ béo nữa đó mọi người, vỗ béo vài tháng nữa mình lôi ra mình mặn đó. Đấy thì 8 bò này thì không em bán thịt rồi, em giao thịt rồi mà tại vì mấy nay gầm á, nay mới gầm mà nữ chưa có giao ha. Em cũng báo giá luôn, giao cho khách có 104 con ngày hôm qua đó là 118, với 4 con sau cũng 118 triệu đồng giá, đồng giá hết 118 triệu bán tại đây ha mọi người. Bò này pin dữ lắm nha, cỏ là ăn là khỏi chơi luôn, mua cỏ ăn là khỏi chơi luôn nha mọi người. Âm tướng là như phạm nhân mách đó, dày dữ lắm, mai mốt mới đi lên xe, bị gì qua gầm mấy người ta mới mặn lại, lò người ta mới khai chơi mới nghỉ gầm mà người ta mới mặn lại ha, bị gì mai mốt là gầm mà. Đấy, bò già bò tàn dữ lắm nha, pin dữ lắm nha, đùi đít cứng nửng luôn. Mấy bò này em quay lên bán bò nuôi không được, bởi vì có một số con nó, thứ nhất là nó hết bị viêm da, thứ hai là nó bị móng càng cua đó, thứ ba là nó bị xà mâu một số con đó, thành thử không có quay lên bán mồi nuôi. Anh em nó nói mấy anh này vắng em cũng hơi buồn, em cũng nhớ mấy anh em quá trời, mấy anh em Tây Ninh ha, đặc biệt là mấy anh em Tây Ninh, mấy anh khách fan mấy anh em Tây Ninh ha. Đây quay chơi cho mấy anh em coi, hình như đạn luôn ha. Thì số điện thoại cho màn hình là 0965185252 đó, bên góc tay phải màn hình đó, số màu vàng đó là số điện thoại của em sang, rồi cũng là số Zalo luôn ha. Mấy anh em nào mà có đặt bò hay gì đó thì alo lên số điện thoại nhanh nhất đây ha. Đấy thì kế tiếp là em quay số bò ngá của anh Phúc mới nhập về nè, mới nhập về đường xe nè mọi người ha. Bò cũng tốt bò không à, già già khô khô bò không à ha. Thì anh Phúc cũng nhận đặt số lượng lớn luôn ha. Mấy anh em nào mà muốn mua nuôi vỗ béo đó, hàng tiền nhỏ tiền đó, ngá mini đây, hai bò này bán rồi nè, sổ mũi rồi nè, chút xíu đợi xe về giao ha. Thì chạy cũng lúc nào cũng giang tay mở cửa đón khách, quý khách nồng nhiệt ha. Đấy thì mọi người, mấy anh em, mấy cô, mấy chú nào đó chưa đăng ký kênh đó, thì bên tay phải màn hình có chữ đăng ký màu đỏ đó ha. Thì quý vị cho em xin vô một lượt đăng ký đi ha, đăng ký đi, hoàn toàn miễn phí ha, hoàn toàn miễn phí, là cho em có động lực lận không phải là gì, ở đây là em làm với danh nghĩa là em mua bán bò lấy để lợi nhuận đồng lời của mấy bò thôi, chứ không có lấy tiền YouTube ha, trên YouTube ha. Thì mấy anh em nên cân nhắc chuyện đó, trên danh nghĩa là em mua bán bò là lấy doanh thu, còn tiền YouTube á đó là chút xíu nè, nè đó tiền YouTube á, thì mấy anh em cho em xin lượt đăng ký đi, cũng như lì xì cho thằng bé đó đó, thằng cháu đó, nó cũng thằng cháu đó, thì cho nó vui ha. Mấy anh em cho em xin một lượt đăng ký, cũng như là mấy anh em bỏ vô một bao lì xì cho nó vậy đó ha. Đó thằng cháu đó, thằng cháu của em đó, thì giúp nó lần cho nó có động lực lần nó làm clip, nhiều clip hay hơn nữa ha. Còn ở đây trên danh nghĩa thì em không có kinh doanh gì mảng lĩnh vực YouTube, ở đây là em chuyên kinh doanh là dạng mua bán bò lấy lợi nhuận đồng lời của bò thôi ha. Đấy thì mấy anh em cho em xin đăng ký đi, để cho con bé đó, nó có tinh thần nó làm clip ha. Đây thì tới tiếp là mấy con bò ngá nè, bò thì quý vị xem hình tướng là đây, hàng bò này bán rồi nè quý vị, đó hàng bò này bán rồi nè, sổ mũi rồi ha. Hàng bò con khú lỗ tai thái dữ lắm nha, bò khú hình này độc chiêu nha, lỗ tai là sụ luôn, lỗ tai bò thái hình đúc nha, với con chà ba lúa vàng chà ba lúa. Hai bò này, hai em này chút xíu cũng lên xe rồi, chờ xe về lần về với chủ mới ăn cỏ nha con, mau lớn nha con,
Rồi mấy anh em cảm ơn mấy anh em xem clip nha. Chúc mấy anh em xem được clip thì và tất cả mấy anh em của kênh Chợ Bò Phúc Lộc xem clip càng ngày càng nhiều sức khỏe. Mùa này thì giờ chúc sức khỏe đi ha. Rồi cảm ơn em rất nhiều.